cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình là MK Gaming đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Minecraft Sky Factory 3. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cần phải công việc thứ nhất là mình sẽ chỉnh sửa cái mod farm và mình đã tạm thời đóng lại rồi. Công việc thứ hai là mình sẽ làm một cái hệ thống để làm ra đất, làm ra những cái cục đất á. Và thứ ba là mình sẽ cố gắng trồng được một cái vườn, làm được một cái vườn trong ngày hôm nay. Thì những cái công việc đó cũng sẽ rất là tốn nhiều thời gian của chúng ta. Thì hy vọng là trong tập này chúng ta sẽ hoàn thành được ba công việc đó. Thì trong một cái buổi stream ngu người nào đó mình đã làm mất cái auto hammer, cho nên bây giờ mình sẽ cần phải làm lại. Bây giờ mình sẽ làm lại cái auto hammer của chúng ta. Cần có một cái búa kim cương và hai tấm này. Rồi auto hammer. Đó. Thì tại sao mình lại cần cái auto hammer này? Tại vì mình sẽ gọi là làm một cái hệ thống để hệ thống để cho nó đập ra, nó đập những cái bây giờ mình sẽ đi qua bên này lấy cái barrel đã. Không phải, phải không? Phải barrel. Ta sẽ lấy cái barrel này bỏ vào đây. Và mình sẽ cần khá là nhiều sắt. Chúng ta vẫn chưa đủ sắt. Chúng ta phải lấy ra. Hôm nay chúng ta có đang có một block là cần tầm 2 block á, thì mình sẽ bỏ thêm vô để nấu để chúng ta có đủ cái số lượng sắt chúng ta cần. Tại vì sắt chúng ta đập ra được rất là nhiều. Và chắc là trong tập sắp tới là sẽ nâng cấp cái hệ thống này lên luôn. Nấu ít quá. Thì trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ cần phải làm thêm chúng ta sẽ cần phải làm thêm đó là hai cái rương. Ba cái rương. Tại vì chúng ta không có đủ tài nguyên cho nên mình sẽ sử dụng gọi là đa số là hopper để chúng ta tiết kiệm được cái nào thì hay cái đó. Đấy. Đổ ra tiếp đi anh ơi. Nó cũng khá là nhanh. Cho nên chúng ta cứ làm. Mình sẽ cần hai cái hopper. Một cái là để vào một cái để vào ở dưới, một cái để vào ở trên thôi. Đây, hai cái hopper. Và để ở đây. Và để cái barrel ở đây. Không biết là có được không, thử coi. Đợi nó có chạy vô không. Và ở đây chúng ta sẽ gắn như thế này và có cái auto hammer lên ở đây. Thì cái auto chà, không biết nó xuống không, từ từ để mình coi nó đủ chăm. Thì cái auto hammer này nó sẽ đập cái gì? Nó sẽ đập gỗ các bạn. Cái những cái block gỗ ấy. Ơi, nó vẫn xuống nè bạn. Thì nó sẽ đập những cái block gỗ này ra. Thì khi mà các bạn đập những cái block gỗ này ra thì các bạn sẽ được cái wood chipping. Thì cái này có thể grab, có thể grab nó thành đớt được. Đó. Thì các bạn có thể bỏ cái wood chipping này vào đây và nó sẽ thành gọi là đất cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ cần phải có mấy sợi dây nữa. Mình chưa lấy mấy sợi dây qua để chúng ta nối điện. Lúc nãy mình cất hết. Và cái khu vực lúc mình stream bên kia thì mình định làm cái vườn nhưng mà bây giờ mình đã đổi lại rồi. Chúng ta sẽ để đó và sẽ làm cái gọi là làm cái khu vực trồng cây. Hình như cái sợi dây này nó không chuyển điện. Khó rồi đây. Con không biết là chúng ta có cái sợi nào mà nó rẻ mà nó có thể chuyển điện không. Iron. Cái này là từ cái gì? Alloy smelter, nấu lên. Làm sao kiếm được cục này? Cục này là từ đất, cát và sỏi. Ok, chúng ta sẽ làm cái sợi này để chúng ta chuyển, chúng ta chuyển năng lượng đi. Mình sẽ đi chuẩn bị. Cái này thì cần cái gì? Vẫn là alloy smelter nấu với lại redstone. Chúng ta đã có được cái alloy smelter rồi. Rất là đơn giản thôi. Mình sẽ lấy cái này. Và sẽ cần phải đi đập một số đồ. Đi đập thêm một số đồ nữa các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tí tẹo nữa nhé. Khi mà chuẩn bị xong đồ. Và mình thật là ngu người các bạn. Trong khi chúng ta có cái sợi này nè. Second cable.
Thì cái sợi này nó rất là rẻ luôn, mà nó chuyển được 3.200 Arab một một tích mà sáu sắc và ba redstone nè. Tại sao mình không làm cái sợi đó, nó rất là nhanh, chúng ta không cần phải tốn nhiều tài nguyên, và mình sẽ đi lấy thêm redstone. Thì redstone chúng ta hình như có rất là nhiều á. Đâu rồi redstone của tôi đâu đây. Trời ơi, tại sao phải đi làm chi cho nó khổ. Làm cái sợi này rất là ngon luôn, cực kỳ ngon luôn á. Đấy, đây sợi này nè. Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc cắm nó vô, rồi cho nó qua đây hả, cho nó qua đây cho nó đẹp hả. Trời ơi, điện chạy một phát là e e luôn. Rồi rồi, đập ra, bỏ vào đây, hai cục được 25%. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã có được một cái hệ thống cơ bản đơn giản để làm cái auto farm đất, nhưng mà gọi là gì, ít tốn tài nguyên nhất hả? Tốn tài nguyên thì không dám, nhưng mà cũng là kha khá được, cũng tốn sắt, tốn những cái tài nguyên cơ bản thì chúng ta có thể kiếm được, còn những cái tài nguyên khó thì mình không kiếm được. Cho nên đó, mình sẽ bỏ những cái mầm cây, à lộn, những cái khối vào đây cho nó chạy vào đó, chỉ tốn có ba cái hopper thôi các bạn. Và tại vì gỗ mình có rất là nhiều, bây giờ nó sẽ tự động làm ra đất cho chúng ta, cực kỳ đơn giản, cực kỳ ít tốn. Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành được công việc đầu tiên là làm một cái hệ thống farm đất, và bây giờ chúng ta sẽ cần phải update cái hệ thống mod farm của chúng ta lên. Thì mình sẽ sử dụng những cái này, những cái đây, những cái cục, những cái giống như là những cái đinh á, thì nó sẽ tự động giết những con quái. Tại vì trong thời gian sắp tới mình sẽ cần gọi là cái gì, mình sẽ cần cái những con Enderman nè, những nói chung là những cái đồ khác. Tại vì cái mod farm này nó sử dụng nước cho nên nó không có rớt được những con Enderman các thứ, thì chúng ta sẽ cần cái này. Và chúng ta sẽ cần một cái nữa, đó là cái hệ thống đẩy tụi nó. Đây, cái hệ thống này cũng rất là đơn giản, chỉ có sắt với đá đỏ thôi, và nó sẽ đẩy những cái con quái đi, nó giống như cái quạt á, nó sẽ đẩy những con quái đi. Thì bây giờ mình sẽ cần phải có tầm ba cái này, chúng ta sẽ có tầm ba cái này cộng một mud farm upgrade. Này là nó sẽ upgrade vào chiều, giống như là nó đẩy cho bạn update chiều ngang hoặc là chiều dọc. Tức là một cái cục này mình sẽ test cho bạn xem thử một cục này chúng ta đẩy được bao nhiêu nha. Chúng ta có đá không? Có đâu không? Đây, có phiến luôn nè, không cần luôn á. Đặt ra là thành cục đá cuội rồi. Rồi một thiếu thiếu bốn cục, thiếu một Rồi cục bây giờ sắt. chúng ta sẽ test thử cái máy này nó hoạt động có ok không. Ok, làm hai cái thì hai cái đặt xuống, và bạn sẽ cần có một cái công tắc để kích hoạt, đặt lên đó, on bầm là máy ô. Ở đây một, từ mình tính nữa coi, 1 2 3 4 5 6 7. Ghê vậy, 7 ô à, đúng không ta? Để mình thử coi, thử lại coi. Rồi, thử lại nè. Từ nha, chúng ta phải đứng gần gần đây. Ví dụ đứng ở đây không không được đẩy. Chè, cũng hơi căng. 7 ô. Đứng đây. Chiu. 1 1 2 3 4 5 6, 6 ô hả? Thử lại. Phải 6 ô không? Ồ, nói chung là nó đẩy khá là gọi là nhanh đó bạn. Cứ đứng càng gần đẩy càng mạnh. Thì giờ mình sẽ làm một cái gọi là nhiều cái quạt nè. Chúng ta sẽ có thể là làm upgrade không? Upgrade cái chiều rộng của nó lên, max là 3 ô. Chúng ta sẽ aluminum ingot. Aluminum được nấu từ aluminum và copper. Không phải, nó nấu từ aluminum éo. Tắt, để mình coi thử mình có không.
Hình như mình không có. Alu. Alu ọt. Ọt là sen. Chúng ta phải cầm ơ là gì si cái sen ra thì chúng ta mới có, không có cách nào kết hợp lại ta, không có cách nào kết hợp thành cái cục này sao, không có cách nào kết hợp thành cục. Tự nhiên mình đâu có cần cái aluminum brass đâu, mình cần cái aluminum này. Vậy là chỉ có cách là mình phải xi cái sen ra thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi xi cái sen nữa, rồi chúng ta kiếm được bao nhiêu aluminum để mình làm cái upgrade của cái fan nè, đó, mod fan upgrade thì mình sẽ cần alu, okay, cũng khá là nhiều các bạn. Và cái này upgrade cái chiều cao thì cái này nó đẩy khoảng được tầm mấy ô, thử bật lên coi. Cái này nó chỉ đẩy một ô thôi, mình không cần upgrade chiều cao đâu, mình chỉ cần upgrade cái chiều rộng thôi. Bây giờ chúng ta sẽ upgrade cái chiều rộng lên tầm 3, thì chúng ta sẽ làm một cái máy farm 3 đó, như thế này, 3 ô và thêm cái nữa là 6 ô, là hai cái là ngon đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn chuẩn bị đi kiếm sen để xi ra, kiếm alu minimum rất là nhiều luôn á bạn. Ok, và chúng ta đã tìm ra cái cách dễ hơn nữa. Nói chung là mình sẽ làm 5 5 cái mét, 5 cái lưới á, 5 cái lưới bằng fling để 1 2 1 2 3 4 5. Rồi chúng ta sẽ lấy lại mấy cái này. Thì mấy cái này rất là đơn giản các bạn. Các bạn xi ra, bữa mình xi ra rất là nhiều, với lại cũng như là những cái tơ nhện thì nó cực kỳ là nhiều luôn. Và chúng ta sẽ cần phải làm thêm 5 cái xi nữa. 5 cái xi, 5 cái xi, 5 cái xi. Rồi chúng ta sẽ làm 5 cái xi, 5 cái. 1 2 3 4 5 và chúng ta chỉ cần xi rival ra thôi. Và cái tỷ lệ, nói chung là nó có một cái tỷ lệ nhất định của từng cái loại lưới khác nhau. Ở bữa mình không có sử dụng cái lưới Flint cho nên nó không có cho chúng ta được nhiều. Cái gì ít vậy? Mình sẽ làm thêm nào. Chứ ít xỉn vậy. Đó là 5 rồi. 5 là giữa là 3 3. Làm thêm mấy cái nữa rồi. Ở đây là làm thêm 3 cái nữa, chúng ta sẽ cần làm thêm 3 cái nữa. Tự nhiên ngu người, tự nhiên tính không ra. 1 2 3. Vậy là tổng cộng chúng ta có 9 cái. 9 cái thì chúng ta sẽ cần 1 2 3, 9 cái lưới, và hiện tại mình đang có 5 cái lưới thôi. Mình sẽ làm thêm một vài cái lưới rồi, sau nữa. khi Khi chúng ta làm như thế này đó, chúng ta sẽ đứng ở đây và xuyên một lúc 9 cục. Cực kỳ nhanh luôn bạn. Và khi mà bạn xi trên cái này á, trên cái fling nè, rival đi, không, alu đi, tìm này cho bạn dễ xem. Thì khi mà bạn xi ở trên cái đây, cái lưới bằng fling, thì bạn có 11% ra được cái alumine, aluminum chứ. Thì khi mà mình sẽ đứng đây á, mình xi đó, nãy giờ mới là có 5 cục liền, thì mình sẽ xi cho nó hết luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đem cái Eluma đi nấu. Thì tới khi nào nấu xong á, thì chúng ta sẽ làm cái upgrade cũng như là xây dựng cái mob farm của chúng ta. Hy vọng làm thật là nhanh nào. Cần rất là nhiều ấy, tại vì chúng ta sẽ up lên 2 cái, 4 cái. Chúng ta sẽ up 4 cái. 4 cái là cần 4 block với lại 16 cái stick. Thì cũng khá là nhiều Eluma ấy. Cho nên mình sẽ cố gắng si càng nhiều càng tốt ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục sau. Ok, sau một khoảng thời gian chuẩn bị thì mình cũng đã làm đủ rồi. Và trước khi chúng ta làm thì mình sẽ cần phải làm cái fluid tăng này. Để làm gì? Để chúng ta chứa cái phần lava nó dư ra. Chứ bỏ đi thì rất là uổng. Và bây giờ mình sẽ làm cái này để mình không phải là bỏ đi, mà giống như là cái kiểu cái hệ thống của chúng ta nó hoạt động không hết công suất á, thì nó dư cái phần lava ra thì nó sẽ rất là phí. Cho nên mình sẽ cho cái phần lava mà nó còn dư ở trong này nè, mà khi mà hệ thống chúng ta không hoạt động hết á thì nó sẽ chứa ở đây. Nhưng mà ở đây chỉ được có 16.000 thôi,
thì nó cũng khá là ít. Thì nấu nấu từ cái gì nó ra được cái Fusicot shirt first shirt, nấu từ cái gì nó có thể ra được cái này ta? Cái này nó à nấu từ Nethercoat. Nethercoat thì chúng ta kiếm được từ đâu? Nethercoat có kiếm được từ C không? Bỏ từ C, sâu sen. Còn sâu sen chúng ta kiếm được từ đâu? Từ Whitwater bất kịch cộng với lại cát nó sẽ ra sâu sen. Cái này từ đâu ra? Cái Whitwater này nó từ đâu ra? Nói chung là từ từ chúng ta sẽ coi lại cái phần đó ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm thêm một cây quạt nữa. Cây quạt nữa thì cần có thêm sắt. Chúng ta lấy sắt ở đây. Và mình cũng đã chuẩn bị rồi. Thì chúng ta có khá là nhiều sắt, không biết là cái que này nó có bỏ vô để nãy mình cần số lượng lớn cái block, cho nên mình đã bỏ ra ngoài rồi. Thì chúng ta bỏ lại cái que lên và chắc là phải bỏ vàng vô. 1 2 3. Bỏ vàng vô để cắt ra cái tấm cắt có cái que rồi chúng ta mới làm được cái mấy cái que. Thì bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ làm trước cái quạt trước. Thủ làm cái quạt nào? Cái quạt đâu? Thiếu thiếu slab. Thiếu slab có ngay. Rồi, là ba cái quạt. Bỏ đi không làm nữa. Làm nhiều quá phí. Chúng ta sẽ có ba cái quạt và chúng ta sẽ upgrade nó lên. Đây là một nè, một. Đó, nó sẽ đặt như thế này. Đó, mình sẽ đặt mô tả cho bạn xem. Thì upgrade nó 3 ô, cái này cũng 3 ô và cái này cũng sẽ 3 ô. Đó là cái máy farm chúng ta thành 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 thành 9 ô và chiều dài là tầm 5 ô thì nó ra cũng sẽ rất là nhiều. Đó. Ngon chưa? Quá ngon. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm 9 cấp ray nữa để nâng cái gọi là tối đa cái chiều 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 rộng á, chiều rộng của cái quạt. Tối đa nha, nâng tối đa chiều rộng của cái quạt. Bấm vàng ra. Nó không cho chúng ta làm cái cây cái rod. Aluminum. Thì thôi mình làm từ cái này luôn, cần gì cắt chi cho nó mệt. Chúng ta sẽ cần ở đây là 4 cây mà làm 9, 9 4 là 36. 9 4 36 luôn nè các bạn. Ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra đây làm tiếp. Đó, rồi mình cần 9 cái. Ok. Vậy là chúng ta đã xong cái phần chuẩn bị và upgrade mấy cái đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phải đi xây một cái mod farm. Thì mình dự định là sẽ xây từ bên kia, xây bên này nè, đi ra một tí, đi ra bên này một tí, hoặc là xây trực tiếp ở đây luôn cũng được, cũng không sao cả. Đó, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu một cái nhé các bạn, tại vì chúng ta sẽ cần ở cây chisel để chisel những cái cục này thành những cái khối đẹp hơn, chứ để mấy cái khối này nó rất là xấu. Ok, thì chúng ta sẽ có một cái sàn như thế này. Tức là ở đây là 11 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là cái sàn này ở trong là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở trong là 6 ô nha các bạn. Để chúng ta đặt những cái quạt cho nó đẩy vô. Đó, thì mình đang làm một cái sàn đây. Đó. Nói chung là làm cái loại đá nhìn nó vậy thôi, chứ vài bữa người ta ốp lại thì cũng không thấy gì đâu. Đó. Thì mình sẽ cho những cái mình đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị những cái đây, những cái gai để chúng ta có thể sử dụng. 1 2 3, chúng ta sẽ lên 3 ô nha, để mình lấy luôn con Enderman, tại vì con Enderman nó là hai hai block rưỡi đó bạn, cho nên chúng ta lên 3 ô.
và hoa là vừa đẹp. Đó. Đây thì cái khung viền ngoài chúng ta sử dụng cái loại nó nối viền luôn, nhìn cho nó đẹp mắt. Tạm thời ở đây chúng ta sẽ cắm đuốc lên. Đó. Đập cái đuốc này đi, tại vì chúng ta không có nhiều đuốc cho nên phải tiết kiệm. Thì bây giờ mình sẽ xây cái sàn này cũng như là ốp hết cái viền xung quanh đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đặt những cái đinh tán này, là một hai bốn block luôn rồi đó. Chúng ta sẽ đặt như thế này đi, ba block. Ồ, nó đặt như thế này thì hơi cao rồi, hình như mình làm cái máy frame này hơi cao. Ở dưới này chúng ta sẽ đặt lên như thế này đi. Đó. Thì đó, nó đụng tới đây là nó đã mất máu rồi các bạn. Còn con nào mà có thể nhảy lên được nữa thì mình để ở đây đi. Đó, ở đây cũng được. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ đặt những cái quạt vô như thế này, cách ra. Ở đây và ở đây. Đó. Và chúng ta sẽ cho những cái upgrade vô. What the oh. Đó, tối đa là 3. Đó. 3, ok. Thì như thế này là nó sẽ đẩy những cái con quái đi vô, đi chết. Nhưng mà làm sao chúng ta để có thể thu nhặt được đồ, thì chắc chắn là mình sẽ ốp cái này lại cái đã. Để đây chúng ta có thể nhìn thấy, đúng không? Chính xác, chúng ta có thể nhìn thấy. Và tạm thời thì chúng ta sử dụng đá cuội để ốp lại toàn bộ khu vực này ở trong cho nó tối hẳn luôn. Thì chúng ta thử đi vào đây, rồi sau đó đập những cái cục này đi, đập hết mấy cái đuốc đi chứ không phải cái cục. Đó, đó, trong này hoàn toàn 100% là tối bạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ để ốp lại và bầm. Bây giờ chúng ta sẽ cần có những cái cần gạt. Đó, bật lên. Cần gạt đã được bật. Bây giờ chúng ta thử đi ra ngoài đây coi, quái nó bắt đầu xuất hiện chưa. Thử ra đây, ra đây. Tại mình không có cài Optifine cho nên mình không có zoom được. Đi ra đây một cái. Rồi đi vô lại. Không nhìn thấy. Ok. Và mình đã phát hiện ra một con Enderman các bạn. Thì chúng ta sẽ cần, rất là cần con Enderman này để làm một cái hệ thống thu nhặt đồ. Tới đây. What the heck? Hình như có quái kìa, có quái xuất hiện rồi kìa bạn. Hình như mình mới thấy đó, đó 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 đó, quái đã xuất hiện và chúng ta sẽ cần phải có rất là cần cục Enderpearl luôn. Hy vọng là bây giờ mình đã có một cái rương này rồi nè, thì hy vọng là chúng ta mở những cái túi quà này ra, chúng ta sẽ có được những cái cục Enderpearl. Tại vì mình sẽ cần nó để làm gì? Để làm một cái hệ thống thu nhặt đồ các bạn. Thì bây giờ mở lấy hết mấy cái túi này ra cái đã. Cất hết những cái đồ không cần thiết đi. Cái này cần thiết nè. Thì ôi. Chúng ta sẽ bắt đầu mở ra. Lấy hết. Hy vọng là có một cục Enderpearl. Hãy cho tôi một cục Enderpearl nào. Thôi giờ mình coi cái nào có Enderpearl thì lấy, không có thì tạm cất. Vậy đi chứ mở ra nhiều quá. Cho tôi một cục Enderpearl nào. Hy vọng là có. Hình như cái này chúng ta có thể ghép mấy cái túi lại với nhau được thì phải. Jesus. Flui Gizo. Cái này là không có để mình. Đúng rồi, ra đây đi anh ơi. Đúng rồi. Hát chúng ta bị nó thông
Chúng ta có được một cục Enderpearl. Ha ha ha. Ôi, chết đây nhiều vậy. Đó. Ok ok, chúng ta đã có được một cục Enderpearl để làm cái này các bạn. Item Collector, một cái hopper và ba cục Obsidian. Thì cái cục Obsidian này được làm từ cái gì? Cực kỳ đơn giản các bạn. Đó là được làm từ dung nham. Khi mà bạn có dung nham ở trong cái Stone Barrel này thì các bạn sẽ có thể. Đây, mình sẽ đi qua đây biểu diễn. Từ từ, để đây. Để ở đây đi. Không cần phải đi qua kia đâu. Và chúng ta sẽ cần có một cái show. Cái show của tôi đâu? Đây. Ta cần cái show nhưng mà không phải show nước. Đó là show lava. Đi qua múc một show lava nào. Đó, để cách để kiếm obsidian. Múc một cục một show ở đây. Chúng ta sẽ cần 3 show. Và chúng ta sẽ cần phải có. Ơi, quên. Phải nhìn vô cái show. Nhìn vô cái show. Đổ vô. Đó, thiệt chứ, ngu người thiệt chứ. Đừng cháy nha anh ơi. Rồi sau đó bạn múc nước, bạn đổ lên trên mặt là nó sẽ cho chúng ta được một cục obsidian. Đó, nhanh chưa? Cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ kiếm 3 cục obsidian để chúng ta làm cái này cái đã. Nhanh chóng. Chúng ta đã có đủ obsidian rồi để làm rồi các bạn. Thì chúng ta sẽ làm cái item này, sau đó sẽ làm cây này. Mình đã chuẩn bị gọi là sẵn sàng hết rồi. Và chúng ta sẽ cần phải làm một cái gọi là cái gì? Storage để chúng ta up lên một cái bự hơn, cái bự như thế này á. Đó, nó sẽ bự như thế này và chúng ta sẽ dễ dàng chứa đồ hơn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cần phải đặt cái storage này ôi ở đây và đặt cái cục này lên. Đó, là 5. Chúng ta sẽ tăng nó lên. Cái X nè, bạn có thể nhìn ở đây. Và bạn F3 lên thì mình đi tới đây là cái X nó sẽ giảm. Thì nó sẽ đứng ở đây và cộng ra tầm 5. Thì bây giờ chúng ta sẽ việc bây giờ mình sẽ phải nâng cái X đi. Nâng cái X lên 10. Nâng cái này lên 10 luôn. Rồi. Đó. Thì nó sẽ tiến hành hút đồ cho chúng ta. Hút hết những cái đồ có ở trong đó. Hình như hơi xa rồi thì phải. Hình như hơi xa. Nó không hút được. Chà, căng đây. Ok, và sau khi mình chỉnh lên thì nó đã hút rồi nè các bạn. Thì đó, nó đã hút được những cái đồ chúng ta có sẵn. Và bây giờ mình sẽ đây là 3x3 đúng không? 3x3 ở đây. Thì mình sẽ tiến hành là đặt những cái đinh tán luôn, đinh ốc vô luôn cho nó hoạt động hai cái máy phe một lúc luôn cho nó ngon lành luôn. Đó. Thì chúng ta sẽ đặt vô đặt ở đây. 1 2 3. Dạ chắc là mình phải đẩy cái hệ thống của chúng ta tới một ô, tới ngay đây đi. Đẩy cái hệ thống của chúng ta tới một ô nào. Tới ngay khu vực này và đặt lên. Đặt, chỉnh lên. Cái này là chỉnh cái bán kính đó bạn. Thử quăng ra coi nó hút không. Đó, chỉnh cái bán kính của nó. Đấy, cho nên chúng ta quăng ra cho nó hút vô. Đấy. Rồi, ok. Thì ở đây mình sẽ cho những cái đinh tán vô. Đó. Tức là chúng ta cho hai cái máy farm cùng hoạt động. Ồ, thì bây giờ mình đập, chỉ cần mình đập cái sử dụng vein miner đập bầm phát là ở trên đó nó sẽ rớt xuống tiếp. Thì trước khi cho ở trên nó rớt xuống thì mình sẽ cần phải bịt cái khu vực này lại cho nó chắc ăn chứ. Chứ để cái khu vực này có vẻ là nguy hiểm quá. Chúng ta sẽ mở rộng ra một tí để có đường đi. Đó. Mở rộng ra bên này. Mở rộng ra bên này. Và ở trên đó thì mình sẽ ốp lên cao một ô. Ốp lên cao. Đó, ngang tầm này nè. Đó. Ngang tầm này. Đấy. Yeah. Rồi, ở đó chúng ta phải ốp lại như vậy chứ để nó rớt xuống là đổ nợ đó. Ốp như thế này. Ốp như thế này. Thì ở đây là nửa trên đúng không? Ốp thêm miếng nữa cho nó khỏi có quái các bạn. Quái nó sẽ không xuất hiện ở trên cái chỗ này được. Và hệ thống của chúng ta sẽ hút đồ. Hút hết toàn bộ luôn á. Nó sẽ hút hết đồ toàn bộ luôn. Yên tâm. Và bây giờ mình sẽ ra đây.
đứng đập cái cục này. Không biết nó có đập. Nó có đập. Chết về. À, chơi ngu rồi. Hết được hết chơi ngu rồi, chơi ngu rồi. Hết được hết chơi ngu rồi. Chết che rồi, chơi ngu rồi bạn ơi, chơi ngu rồi. Chết rồi, chúng ta đang chơi ngu rồi. Hết đồ hát, mình đập quá nhiều. À, để mình giải quyết cái đống này cái đã. Ok, hiện tại mình đã giải quyết xong cái vấn đề ngu người của mình rồi. Thì trong ngày hôm nay chúng ta đã làm được một cái máy farm. Đó, và cái máy farm này để làm cái gì? Tại sao mình không sử dụng cái máy farm mà như những cái Skylock bình thường? Tại vì những cái máy farm như Skylock bình thường nó sẽ không cho chúng ta được cái gọi là Enderbird. Và cái Enderbird đó sau này chúng ta sẽ rất là cần, cho nên mình đã phải làm thêm một cái nữa và sử dụng hệ thống quạt để đẩy cũng như là những cái gai để giết tụi nó, và có một cái hệ thống để chứa đồ cho chúng ta ở đây, và nó sẽ hút hết toàn bộ đồ của hai cái máy farm luôn. Đó, thì nó sẽ đưa vào đây hết toàn bộ, và vài bữa nữa mình sẽ có một cái hệ thống mở những cái lúc lúc bác này, nó sẽ auto luôn, auto mở. Nó sẽ có một cái hệ thống auto mở cái lúc lúc bác này, và từ từ mình sẽ gọi là cái đó, cái máy đó gọi là cái gì ta, nói chung là nó tự động mở cái lúc bác ra cho mình. Thử lúc bác đó, giống như kiểu này là nó sẽ mở mở cái lúc bác ra, tức là nó vô rương đúng không, thì mình sẽ chuyển những cái lúc 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 bác nó ra và nó sẽ mở đồ cho chúng ta không cần phải kiếm tự mở nữa, thì lúc đó chúng ta chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi. Đấy, thì chắc là cái phần mà làm những cái hạt giống thì bạn sẽ cần khá là nhiều cái đó, cái này nè, những cái hạt giống này nè thì bạn sẽ cần khá là nhiều cái này nè, đó này là Inferium Essence, đó là cái này là lấy từ đâu ra, từ những con quái nó chết các bạn sẽ có, hoặc là sau này bạn trồng ra bạn sẽ có đây nè. Thì bây giờ mình sẽ đứng đây AFK tầm một hai ngày, tức là một hai ngày trong game á, tầm nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ để chuẩn bị nguyên liệu cho tập sau. Còn tập này thì tới đây là có vẻ là đã ngon lành rồi. Thì nếu như các bạn nào yêu mến mình thì hãy nhớ like và share cũng như là click đăng ký để cập nhật những video mới nhất nhé. Nhớ là nếu như video đạt được 1.500 like thì ngày hôm sau sẽ có tập tiếp theo. Nếu như bạn yêu mến series này, muốn mình làm tiếp series này thì nhớ like, đừng quên chia sẻ nữa nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nhé. Bye bye.